Quảng Bình đâu chỉ có Động Phong nha, đâu chỉ có hang Sơn Đoong mà còn rất nhiều địa điểm du lịch đẹp, hấp dẫn khác nữa. Và đi du lịch Quảng Bình đâu chỉ có trèo đồi leo núi hay là khám phá hang động mà còn có thể ngắm cảnh, chụp hình check-in, sống ảo nữa nha. Nếu như bạn chuẩn bị đi du lịch Quảng Bình nhưng không biết nơi nào đẹp, nơi nào sống ảo nhất thì sau đây Blog Travel Việt sẽ liệt kê cho các bạn tọa độ check-in Quảng Bình siêu đẹp. Đảm bảo sau khi khoe kho hình thì hội bạn sẽ phải trầm trồ và không tin nổi đây là Quảng Bình đâu nha. Giờ thì mình cùng lên đường check-in Quảng Bình thôi nào. 1. Suối Nước Mọc, địa chỉ Hồ Chí Minh Tây, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Giá vé 65.000 đồng đến 180.000 đồng. Suối Nước Mọc thu hút bạn trẻ đến check-in không chỉ bởi dòng nước trong xanh mát lạnh giữa rừng núi thiên nhiên hoang dã mà còn bởi nước suối có màu xanh ngọc bích rất là đẹp. Đó như một background hoàn hảo cho ra những bức ảnh check-in Quảng Bình như lạc bước giữa vùng đất của thần tiên. Và đến check-in suối Nước Mọc, bạn đừng bỏ qua những cầu tre xinh xắn cùng với bãi đá tuyệt đẹp bạn nhé. 2. Check-in Quảng Bình tại đồi cát Quang Phú, địa chỉ xã Quang Phú, giáp xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Một điểm check-in Quảng Bình được các bạn trẻ mới khai quật là đồi cát Quang Phú, được mệnh danh là sa mạc của miền Trung. Địa điểm du lịch Quảng Bình siêu đẹp này đã làm mưa làm gió trên cộng đồng mê xê dịch bởi những bức ảnh chất không thể chê vào đâu được. Mặc dù trời nắng mà đi giữa đồi cát Quang Phú thì không dễ dàng gì, nhưng với dân chơi mê sống ảo thì sợ gì mưa rơi đúng không nào? 3. Làm bích họa Cảnh Dương, địa chỉ xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nếu bạn đi du lịch Quảng Bình vừa muốn có ảnh đẹp mà cũng muốn tham quan tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của nơi đây thì đến ngay làm bích họa Cảnh Dương bạn nhé. Địa điểm du lịch Quảng Bình này thì là một trong số ít của những ngôi làng cổ còn giữ được nét đẹp truyền thống xưa. Và chính những bức tranh 3D mô phỏng lại cuộc sống, con người, thiên nhiên thu hút rất nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh. 4. Bãi đá nhảy, địa chỉ giáp danh giữa xã Thanh Trạch và Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ở Quảng Bình có một địa điểm check-in rất là lãng mạn, là nơi giao nhau của núi đá hòa quyện cùng với biển cả mênh mông. Đó là bãi đá nhảy, nơi cho ra rất nhiều bức ảnh check-in Quảng Bình đẹp, chất hơn nước cất luôn nha. Và việc của các bạn cần làm là leo lên những mỏm đá lớn, gồ ghề, thả hồn mình cùng với biển xanh, ngắm nhìn bình minh lên, chờ hoàng hôn buông xuống, từng lớp sóng biển, rất là những khoảnh khắc thú vị không thể nào quên. Hãy chuẩn bị sẵn các kiểu dáng để có những bức ảnh đẹp nhất ở điểm check-in Quảng Bình này nhé. 5. Đồi thông Cự Nẫm, địa chỉ xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa điểm du lịch Quảng Bình này được ví như Đà Lạt thu nhỏ bởi cả khu rừng thông bạt ngàn xanh biếc bao quanh hồ nước trong lành cùng với bầu không khí trong lành mát mẻ. Cảnh vật lãng mạn nên thơ, nơi đây chính là lý do khiến đồi thông Cự Nẫm được các bạn trẻ lựa chọn là một trong những địa điểm sống ảo tại tỉnh Quảng Bình. 6. Bãi biển Nhật Lệ, địa chỉ trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nói đến địa điểm check-in Quảng Bình đẹp thì không thể không nhắc đến bãi biển Nhật Lệ đúng không nào? Bật mí cho các bạn là bãi biển Quảng Bình này nằm trong top 10 bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam với nét đẹp tinh túy, thơ mộng. Hầu như du khách đi du lịch Quảng Bình cũng sẽ đến thăm Nhật Lệ và bất cứ góc nhỏ nào của nơi đây cũng đều lý tưởng cho việc check-in sống ảo. 7. Động Phong Nha, địa chỉ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Giá vé 60.000 đồng đến 120.000 đồng. Động Phong Nha nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Bởi vậy mà check-in Động Phong Nha sẽ làm trọn vẹn chuyến hành trình du lịch Quảng Bình của bạn đó nhé. Đến với địa điểm check-in Quảng Bình siêu cấp này, bạn sẽ hoàn toàn được chinh phục bởi vẻ đẹp hùng vĩ với bảy cánh nhất, sông ngầm đẹp nhất, cửa hang cao và rộng nhất, bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất, hang khô rộng và đẹp nhất, thạch nhũ kỳ ảo, tráng lệ nhất, hang nước dài nhất và hồ nước ngầm đẹp nhất. 8. Thung lũng Bồng Lai, địa chỉ xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nếu có cơ hội đi du lịch Quảng Bình, bạn nhất định phải check-in thung lũng Bồng Lai bạn nhé. Một thung lũng yên bình xanh ngát nằm giữa lòng miền đất gió của Quảng Bình, tôn lên vẻ đẹp thanh bình đậm chất Việt Nam. Hoạt động thu hút du khách du lịch Quảng Bình khi đến check-in tại đây chính là trải nghiệm cuộc sống của người dân quê như là chăn vịt, trồng cây, nuôi cừu khá là thú vị. 9. Công viên Ozo Trí Tốp, địa chỉ đường 20 Quyết Thắng, Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Nếu bạn đi du lịch Quảng Bình mà chưa quen cái nắng, cái gió của nơi đây thì có thể đến công viên Ozo Trí Tốp. Địa điểm check-in Quảng Bình này là một nơi lý tưởng để trốn nóng và cho ra những bức ảnh cực kỳ chất. Không gian của công viên Ozo Trí Tốp được trang trí khá tỉ mỉ,
nhưng mà nét hoang sơ của núi rừng thì vẫn được giữ nguyên vẹn. Và nổi bật nhất là con đường bằng gỗ, những chiếc xích đu. Tất cả đều là những background sống ảo, đẹp miễn chê luôn nha. 10. East Hill Phong Nha, địa chỉ huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Nếu bạn tìm kiếm một điểm check-in siêu đẹp tại Quảng Bình thì không nên bỏ qua East Hill Phong Nha bạn nha. Đây là điểm dừng chân tuyệt vời với những vườn hoa rực rỡ sau hành trình du lịch thấm mệt. Bạn có thể ghé đến đây để ăn trưa, nghỉ ngơi hay là uống một cốc bia mát lạnh. Rồi tranh thủ tới check xích đu, check xe đạp hay là khu vườn nhỏ, tất cả để hỗ trợ tốt cho bạn tự do thả dáng. 11. Hoành Sơn Quan, địa chỉ đỉnh đèo ngang, ranh giới của hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Trong các điểm check-in đẹp ở Quảng Bình thì Hoành Sơn Quan là thắng cảnh mà bạn nên đến. Nhiều người gọi Hoành Sơn Quan chính là cổng trời, và đây là điểm cao nhất của đèo ngang. Đứng ở đây bạn sẽ đắm chìm trong một màu xanh ngút ngàn của núi rừng bao la. Và lưu ý, để chinh phục cổng trời này, bạn sẽ phải bước lên hàng nghìn bậc đá tam cấp để lên Hoành Sơn Quan, nhưng lại thu về cho mình hàng trăm bức ảnh ấn tượng đấy nha. 12. Hang Sơn Đong, địa chỉ nằm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Du lịch Quảng Bình mà không ghé thăm Hang Sơn Đong thì cũng hơi tiếc đúng không nào? Để check-in hang động lớn nhất thế giới này, bạn phải trải qua một hành trình cực kỳ khó khăn. Nhưng đảm bảo khi đến nơi rồi, bạn sẽ thấy những công sức mà mình bỏ ra hoàn toàn là xứng đáng. Hang Sơn Đong sở hữu một quần thể thiên nhiên đa dạng, phong phú và đầy quyến rũ, không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác ở trên thế giới. Trong hành trình khám phá thì bạn nhất định phải ghi lại nhiều khoảnh khắc thú vị ở địa điểm check-in Quảng Bình này nha. 13. Thác Gió, địa chỉ km số 9, đường 20 Quyết Thắng, giá vé 40.000 đồng. Thêm một điểm check-in Quảng Bình bạn nên lưu tâm đó là Thác Gió. Đắm chìm vào thời tiết ôn hòa và bầu không khí trong lành. Ngụp lặn dưới dòng nước suối trong lành, mát lạnh sẽ giúp bạn xua tan đi cái nóng và mệt mỏi hàng ngày. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không thêm ngay Thác Gió vào danh sách địa điểm du lịch Quảng Bình đầy lý tưởng cho mùa hè này bạn nhé. 14. Núi Thần Đinh, địa chỉ thôn Rào Đá, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Núi Thần Đinh là địa điểm du lịch ở Quảng Bình, thu hút đông đảo du khách đến viếng thăm hàng năm. Không chỉ là điểm du lịch gần với các giá trị tín ngưỡng tâm linh, mà nơi đây còn là không gian lý tưởng để ngắm nhìn toàn vẹn phong cảnh trữ tình bao quanh. Với những bạn thích đi du lịch tâm linh thì đây sẽ là điểm check-in Quảng Bình rất là phù hợp. Trên đây thì blog Travel Việt đã liệt kê cho các bạn 14 tọa độ check-in Quảng Bình đẹp miễn chê rồi đó. Và nếu lỡ bạn bị điểm check-in nào làm siêu lòng thì nhớ thêm vào lịch trình tour du lịch Quảng Bình sắp tới của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.